Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 5, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các cấp ngành trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều du khách bắt đầu trở lại Huế, các dịch vụ phục vụ lại, tín hiệu vui cho ngành du lịch. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực giúp người dân Phú Vang thu hoạch hàng ngàn hecta lúa bị ngập úng, giảm nhiều thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện A Lưới vừa đi kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ tại các xã Hồng Bắc, Hồng Thái, huyện A Lưới. Từ sáng sớm, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bắc và Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái đã có nhiều người có công và thân nhân người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có mặt để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã thăm hỏi, động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn bà con sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đánh giá cao chính quyền các địa phương đã tích cực triển khai chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân, qua đó kịp thời giúp người dân duy trì cuộc sống vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 NQCP của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác. Đồng thời, địa phương cần chú trọng việc ra soát kỹ, tránh trùng lắp đối tượng được hưởng chính sách, đảm bảo việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót. Ghi nhận thực tế cho thấy, việc chi trả được các cán bộ hai xã thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình chi trả, việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 được chú trọng, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Người định nhận hỗ trợ được cán bộ địa phương yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách trong quá trình chờ tới lượt làm thủ tục, an ninh trật tự được đảm bảo. Tiếp tục thực hiện phương châm tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, xác định cơ cấu đầu tư theo hướng phục vụ trực tiếp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và nhu cầu đời sống là mục tiêu mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế hướng đến trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế Agribank vừa tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 10, Agribank Thừa Thiên Huế phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ và phương tiện thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần. Vị thế của Agribank được khẳng định, năng lực tài chính và thu nhập của người lao động được nâng cao. Tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm qua của ngân hàng có bước tiến. Từ tổng nguồn vốn huy động năm 2015 là 5.748 tỷ đồng, tăng lên 9.744 tỷ đồng đến cuối năm 2019, đạt tăng bình quân hàng năm 14%. Tổng dư nợ thực hiện đến cuối năm 2019 đạt 8.421 tỷ đồng, tăng 3.449 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng bình quân hàng năm đạt 14% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 5.575 tỷ đồng, tăng 2.958 tỷ đồng so đầu kỳ, chiếm 66%. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 77% tổng dư nợ. Trong nhiệm kỳ mới, Agribank Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện phương châm tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, xác định cơ cấu đầu tư theo hướng phục vụ trực tiếp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và nhu cầu đời sống, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào kinh tế hộ và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn tăng trưởng với quản lý và kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn chặn hạn chế nợ xấu phát sinh dẫn đến rủi ro tín dụng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Agribank Thừa Thiên Huế phấn đấu hàng năm tăng trưởng bình quân nguồn vốn từ 12-14%, dư nợ tín dụng từ 12-14%, tỷ lệ nợ trung dài hạn từ 65-70%, nợ xấu giảm 1,5% so với tổng dư nợ, doanh thu dịch vụ tăng trưởng từ 15-20%, chênh lệch thu chi tăng bình quân 10%, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên. Thưa quý vị, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch đóng băng, các doanh nghiệp gặp khó khăn. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều du khách bắt đầu trở lại Huế, các dịch vụ phục vụ trở lại. Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch đang khởi động, bắt nhịp, tìm cơ hội ổn định và phát triển trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khách sạn Duy Tân, một trong những cơ sở lưu trú thường có lượng khách lưu trú đông, nhất là trong các dịp lễ Tết. Dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, khách sạn đã đón khách trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng dịch. Lãnh đạo khách sạn cho biết, vào dịp này những năm trước, công suất phòng thường đạt tối đa 100%, thế nhưng hiện nay công suất phòng chỉ đạt khoảng từ 10-15%. Các dịch vụ ẩm thực của khách sạn cũng đã thu hút khách trở lại. Huế có rất nhiều cái di sản đẹp,
di sản lịch sử và đặc biệt là con người của Huế rất là thân thiện. Chính vì lý do đó là mình chọn Huế. Và trong cái bối cảnh vẫn còn dịch bệnh chưa được thực sự là an toàn lắm, nhưng mà được biết thông tin là Sở Y tế Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân là kết hợp là làm rất là chặt chẽ và tốt trong công tác phòng chống dịch, nên mình vẫn yên tâm lựa chọn Huế để đi du lịch. Mặc dù khách ít hay nhiều thì khách sạn chúng tôi vẫn trên tinh thần là đảm bảo về tờ khai y tế theo hướng dẫn, rồi công tác tổng vệ sinh. Mặc dù là khách ít nhưng mà chúng tôi quan trọng đến chất lượng, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao công tác vệ sinh tất cả các khu vực trong khách sạn để sẵn sàng đón khách trong thời gian này. Theo các khách sạn cho biết, du khách đến Huế dịp này chủ yếu là những khách lẻ, khách đi công tác, một số nhóm khách gia đình ở các địa phương miền Trung, rất ít khách ở các tỉnh thành xa đến tham quan du lịch. Thừa Thiên Huế là địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch, các khách sạn cũng đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu. Mặc dù lượng khách lưu trú không ít, nhưng theo các khách sạn, việc sẵn sàng phục vụ khách chu đáo, chất lượng nên tạo sự yên tâm, an toàn cho du khách. Tình hình kinh doanh của năm nay thì cũng dự kiến cũng giảm gần 65-70% lượng khách so với năm 2019. Tuy nhiên cái điều đáng mừng thì mặc dù cũng chúng ta cũng vừa mới qua một đợt dịch, tuy nhiên cũng có những cái dấu hiệu tích cực, tức là cũng có một số khách người ta đã bắt đầu quay trở lại đối với ngành khách sạn. Theo Hội Khách sạn Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay các khách sạn ở Thừa Thiên Huế sẵn sàng cho việc đón khách trở lại với chất lượng dịch vụ được chú trọng nâng cao, cùng với các chương trình kích cầu giảm giá để thu hút du khách, đặc biệt là du khách nội địa. Tuy vậy, lượng khách còn rất hạn chế, vẫn còn một số khách hàng đang tiếp tục tạm thời đóng cửa do chưa có khách du lịch đăng ký tour, hoạt động lữ hành vẫn còn khó khăn. Để thu hút khách trở lại với Thừa Thiên Huế, cùng với ngành du lịch, Hội Khách sạn Thừa Thiên Huế đã có những giải pháp tích cực hướng tới thị trường nội địa. Đồng thời với cái việc là đưa ra những cái chính sách giá ưu đãi, những cái gói khuyến mại, những cái gói dịch vụ bổ sung để cho khách có những nhiều sự lựa chọn hơn. Với những tín hiệu vui từ việc mở cửa đón khách trở lại vào dịp lễ của các doanh nghiệp du lịch sẽ tạo đà tích cực cho việc phục hồi trong thời gian tới. Ngành du lịch đang cần sự hỗ trợ chung tay của trung ương, địa phương, sự bắt tay kết nối tour tuyến của các hãng lữ hành, khách sạn, các điểm đến để đưa ra những giải pháp tích cực, góp phần đưa du lịch vượt qua khó khăn của đại dịch. Sau thời gian dài đóng cửa, trong dịp nghỉ lễ đã có gần 2.000 lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi nghỉ dưỡng trên địa bàn. Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng tại các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 2.000 người. Tại các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, các điểm tham quan di tích đã tiếp đón chú đáo. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh được các đơn vị doanh nghiệp triển khai nghiêm túc. Qua 2 ngày nghỉ lễ, tình hình du lịch ở Thừa Thiên Huế được đảm bảo, du khách được vui chơi trong không khí vui tươi, chú đáo và an toàn. Riêng các điểm tham quan di tích thực hiện mở cửa miễn phí từ ngày 30 tháng 4. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết có khoảng gần 10.000 khách vào tham quan. Tất cả khách vào cửa đều được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và hạn chế tụ tập theo đoàn với số lượng trên 30 người. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 1076 về việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2020. Theo đó, thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh, trừ ngành y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế theo phụ lục chi tiết đính kèm. Dự toán chi thường xuyên để thực hiện tiết kiệm thêm 10% theo quyết định này không bao gồm chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi đặc thù khác. Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế quản trị nội dung tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ thị số 09 CTUBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương và theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, xây dựng dự toán chi phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây đã tiếp nhận một số phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động cho vay trực tuyến của một số đơn vị. Qua quá trình xác minh thông tin, cục này lưu ý và khuyến cáo người tiêu dùng không vay tiền trực tuyến của các tổ chức, cá nhân khi tìm hiểu và phát hiện cả đơn vị này không có thông tin giới thiệu làm rõ chức năng của đơn vị là công ty tài chính, ngân hàng hoặc là đơn vị có chức năng tư vấn kết nối giữa người đi vay và người cho vay. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân cho vay không nêu rõ thông tin về công ty,
địa chỉ, số điện thoại hoặc có nhưng địa chỉ, thông tin liên hệ ở nước ngoài. Đồng thời không công khai các chính sách thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng, không niêm yết các điều kiện, điều khoản giao dịch chung, không công bố biểu phí hoặc làm rõ các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch. Đặc biệt, các tổ chức cá nhân cho vay không gửi trước mẫu hợp đồng vay và các nội dung chi tiết liên quan đến hợp đồng vay để người tiêu dùng đọc trước khi xác nhận ký kết giao dịch và không cung cấp hợp đồng đã ký kết và lưu giữ sau khi đã hoàn thành giao dịch. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, gần như 100% các đơn vị trong tập đoàn đã thiếu việc làm trong tháng 4 và tháng 5. Các doanh nghiệp đã cắt giảm thời gian làm việc cũng như lao động giãn cách để vượt qua khó khăn. Với tình hình này, dự kiến kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả năm sẽ giảm hơn 20% so với năm trước do dịch bệnh. Cụ thể, trong quý 1 năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tháng 3 chứng kiến mức sụt giảm là 7,42%. Theo đánh giá của Vinatex, dự kiến quý 2 sẽ là giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sau đó giảm dần từ quý 3 và sớm nhất có thể trở lại giao dịch bình thường vào quý 4. Nguyên nhân chính dẫn đến mức sụt giảm như hiện nay là do các đối tác nhập khẩu như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản đã giảm lượng lớn các đơn hàng, đặc biệt tại ba thị trường lớn nhất là Mỹ, EU, Nhật Bản. Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan phát đi, từ đến giữa tháng 4, cả nước xuất khẩu hơn 415 triệu chiếc khẩu trang, bao gồm cả hình thức sản xuất thương mại, gia công và xuất biểu tặng với tổng trị giá hơn 63 triệu đô la Mỹ. Tổng lượng khẩu trang xuất khẩu là 88,19 triệu chiếc, trị giá 34 triệu đô la Mỹ, bình quân 8.800 đồng một chiếc. Trong đó, theo khai báo hải quan, chủ yếu đây là khẩu trang vải và chống bụi mịn, khẩu trang vải 100% cốt tông, khẩu trang hai lớp vải cốt tông. Về thị trường, khẩu trang của Việt Nam đã xuất khẩu đến một số thị trường lớn như Nhật Bản 32,7 triệu chiếc, Hàn Quốc 17,1 triệu chiếc, Đức 11,1 triệu chiếc, Mỹ 10,4 triệu chiếc, Hồng Kông 1,1 triệu chiếc, Singapore 1,8 triệu chiếc, Ba Lan 1,5 triệu chiếc, Australia 1,5 triệu chiếc, Trung Quốc 1,5 triệu chiếc. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường quốc lộ 49B, Cục Đường bộ đã đầu tư kinh phí hơn 4 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng mặt đường. Trong thời gian qua, tình trạng kỹ thuật mặt nền đường 49B đã được cải thiện khá nhiều từ các nguồn vốn như sự nghiệp, vốn duy tu bảo dưỡng, vốn tư quỹ bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông thông suốt, công việc đầu tư hạ tầng thì cần phải duy trì. Bởi đây, Cục Đường bộ đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục lắp đặt hệ thống cống tiêu nước dọc theo tuyến đường với đường kính ống cống là 0,6 m, cùng 50 miệng hố ga thu nước dọc hai bên đường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống tiêu nước, còn có các hạng mục mở rộng mặt đường, làm bê tông nhựa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão với thời gian thi công là 60 ngày. Được biết, trong 2 năm vừa qua, tuyến đường quốc lộ 49B qua các xã thuộc huyện Phú Vang, nhiều hạng mục đã được đầu tư tạo thuận lợi cho giao thông đi lại. Trong quý 1 năm nay, số vụ tai nạn giảm sâu là nhờ hiệu quả tích cực của luật phòng chống tác hại của rượu bia cùng quy định 100 về mức tăng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020, toàn quốc xảy ra 3.467 vụ, làm chết 1.640 người, bị thương 2.568 người. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên 3 tiêu chí, giảm 559 vụ, giảm 262 người chết, giảm 573 người bị thương. Riêng trong tháng 4, tai nạn giao thông giảm sâu về số vụ, số người chết, người bị thương với mức giảm từ gần 25 đến 29%. Đây là thời điểm cả nước thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Mặc dù vậy, vẫn còn xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và mới đây nhất, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26 tháng 4 tại km 21 quốc lộ 2B hướng Bình Yên Tam Đảo giữa xe ô tô con biển số 24A-10036 và một xe máy làm cả hai xe lao xuống vực sâu khoảng 200m. Vụ tai nạn đã làm 4 người thiệt mạng, 3 người trên ô tô và 1 người trên xe máy và 1 người bị thương, người trên ô tô. Ngày 22 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 480/CTTTC về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 2020. Trong đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trước 15 giờ ngày 3 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho khoảng 15.000 hectare lúa trên địa bàn tỉnh ngập úng, gây thiệt hại cho người nông dân là rất lớn. Trong đó, huyện Phú Vang có hơn 3.400 hectare, chiếm hơn 65% diện tích. Nhằm giúp người nông dân giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Quân sự đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tham gia thu hoạch lúa cho bà con.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Lê Thị Mỹ Bình ở tổ dân phố Đức Lam Trung, thị trấn Phú Đa, gieo hơn 0,6 hecta lúa. Trong những ngày qua, do mưa lớn đã làm diện tích lúa của gia đình đến thời kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập trong nước, nên máy gặt đập liên hợp không thể vào được, ước tính thiệt hại khoảng 30%. Thời điểm này, muốn thuê nhân công cũng không có, vì nhà ai cũng trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với sự giúp sức của các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang và lực lượng dân quân địa phương, nên gia đình chị đã gặt xong diện tích lúa và rất phấn khởi. Trong thời gian qua thì do thời tiết mưa lớn kéo dài thì ruộng của bà con với kể cả bản thân tôi cũng ngập lụt. Giờ được là sự quan tâm của bộ đội với là các đồng chí rồi quan tâm tới bà con thì tôi cũng rất vui mừng và cảm xúc riêng bản thân tôi hoặc là với là bà con của trong địa bàn thị trấn và Phú Đa với là Đức Nam Trung chúng tôi rất mừng. Bằng tinh thần và trách nhiệm của người lính, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân đã không quản ngày ngâm mình dưới nước giúp dân thu hoạch lúa bị ngập úng. Với tinh thần phải làm việc hối hả, không nghỉ giải lao, dù mệt nhưng các chiến sĩ đều thấy rất vui và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, giúp bà con cỏ ruộng bị ngập úng thu hoạch nhanh, giảm bớt thiệt hại. Chúng tôi lực lượng dân quân là thấy bà con là hoảng loạn nên chúng tôi về giúp dân để lại tinh thần chứng và quân để thu hoạch mùa vụ sớm để coi được bước mùa và để tiếp tục với mùa vụ kế tiếp. Từ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo huyện cùng với Ban Chỉ huy Quân sự của huyện đã điều động tăng cường lực lượng của huyện đội về hỗ trợ cùng anh em chính quyền địa phương và chỉ đội thì đã hỗ trợ cho dân các những cái đất những lúa là chuẩn bị là thu hoạch kịp thời để giảm tối thiểu nhất vì thiệt hại cho bà con. Đợt mưa lớn vừa qua đã khiến cho hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân trên địa bàn thị trấn Phú Đa nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung bị ngập úng hư hại. Nếu như không được thu hoạch kịp thời thì sẽ có nguy cơ mất trắng. Giúp dân thu hoạch lúa là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy thì phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương huyện Phú Vang tổ chức giúp dân tại thôn Đức Thái, thị trấn Phú Đa, ưu tiên các hộ gia đình khó khăn, neo đơn và có công với cách mạng bằng việc làm cụ thể có cái biện pháp là hiệu quả nhanh hoàn thành mùa gặt đối với cho bà con. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ quê hương, các chiến sĩ bộ đội còn tham gia thu hoạch lúa giúp người dân trong lúc hoạn nạn là việc làm ý nghĩa và thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của bộ đội cụ hồ trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa quân dân tại cơ sở. Hôm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Doanh nghiệp Tư nhân Tân Trí tổ chức trao quà cho người nghèo xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. Đoàn đã trực tiếp trao 100 suất quà đến tận tay người nghèo, bao gồm các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, những nhà hảo tâm đối với các gia đình nghèo, đặc biệt là đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thượng Nhật nói riêng và huyện Nam Đông nói chung. Trong lúc cả nước đang phòng chống dịch bệnh COVID-19, hơn lúc nào hết, những sẻ chia khó khăn với người nghèo lại càng mang ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Được biết, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp hội viên đã tặng quà cho nhiều hộ dân nghèo ở thành phố Huế, các khu cách ly tập trung và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.